Great World Dim Sum nằm ngay trên đường 35 Mickey Mouse Park, Phoenix. Đây rất là đông này. Bánh khoai môn chiên, còn trên dưới là há cảo. Hôm nay rất là đông luôn đó. Nhưng mà được cái may mắn á là mình tới đây là đúng 10 giờ thì 9 giờ mà không có đợi quá lâu, chỉ có 5 phút thôi. Và mình đi với gia đình chỉ có 4 người lớn và một em bé, trở ra là rất là mong. Sẽ thưởng thức xíu mại nha. Xíu mại thịt thì nó có hai loại, xíu mại thịt và thịt là xíu mại tôm. Mình không có thích tôm, tôm nó không có, nói chung là ăn nó không có ngon bằng thịt. Nó có miếng mèo trong nữa, theo mỗi một người á. Không cần phải đi đăng hết thì cứ ngồi một chỗ đó, mấy cô giúp hàng đó là đeo đẩy xe rồi mình cứ gọi tới. Ta cháu one no one it. One or two? One or... Dạ, đặt gọi nhiều. Thì nói hai chén mà. Má lấy hai cái muỗng qua các bà đi con. Hai đâu cái quà cái. Má má cho em giữ lại bây giờ. Có ăn mà má có gà với đứa bệnh à. Nó không nào có đi lần nữa con. Sau một ngày làm việc rất là mệt mỏi thì cuối cùng mình cũng đã có được một ngày nghỉ với gia đình. Ngày 25 là ngày Christmas, là ngày thứ hai. Sáng thì mình đi ăn điểm sắm, rồi trưa mình sẽ ghé nhà thờ chụp hình với hang đá với Chúa Giêsu Hài Nhi. Trước tiên mình đi thì mình phải ăn cho nó no bụng cái đã. Mà mình phải công nhận nha các bạn, nếu ai ở Mỹ, ở bất cứ nơi nào đến Phoenix chơi, đừng bao giờ quên điểm sắm Hong Kong Great World nha. 35 Avenue với lại Campbell Park, Access Freeway 17 sao. Rất là ngon luôn đó các bạn. Mình nếu mà nói đồ cào á, là mình thích đồ cào của Trung Quốc nhất. Bởi vì sao? Hồi trước á, là mình cũng đã từng nấu buffet của cào ra. Các món giống như cashew chicken, sesame chicken, generals, combination fried rice, cơm chiên chân châu này nọ á. Gà rán, đủ các loại hết. Thì còn đây á, nhà hàng điểm sắm. Cơ hội của bà đó. Cơ hội đó. Từ hồi mà đẻ đến giờ. Từ hồi mà đẻ đến giờ chưa được bé nữa. Nhưng mà nhờ như vậy tốt hơn, đúng không? Người lạ không có bé được. Chú Hoa thấy không? Nó xíu. Em, mỗi lần mà chú Hoa chú gặp anh đó, chú hỏi em bé đó năm nay mấy tuổi rồi. Chú Hoa chú bắt cười. Đi. Cái gì? Hết rồi, để con lấy cho.
Hả? Để là hai đứa lượng lên mà dễ lên. Nhưng mà không làm ăn, nó làm ăn. Đúng rồi. Cái gì mà chú? Từ từ cháu nóng dừ. Rồi đó. Chú Qua có cần, chú Qua có muốn đi thêm bước nữa không? Trên kịp còn có một người available 60 mấy đó chú. Mỗi lần đó ông chú Qua không mang đồ lên á, bà hỏi chứ, ủa ai đấy con? Cái mình mới nói chứ, ông nói là ông đưa thư nhà con đó bà. Ông đưa thư chứ. Ông đưa thôi chứ không phải là ông đưa, ông lái đò nha. Ở đây bà, ở bên Mỹ không có đò để lái, chỉ có đưa thư thôi. Hết. Kiss. Ông đi bà lì xì chó nha lên. Bây giờ mà má mà có cái phong bì 50 á là nó bói lắm á. Là nhà thờ của cha Sơn trên đường 43 Maryland, St. Louis the King. Nhà thờ này là ba ngôn ngữ khác nhau: tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Mỹ. Rất là đẹp, trang trí rất là đẹp. Wow. Em ơi, look. Đẹp quá, hang đá.